Chào mọi người, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đọc loạt bài của tác giả Trần Mỹ Hạnh cho các cái bài viết tham gia cuộc thi viết Cây nhà lá vườn vì yêu cường mà đến. Tác giả này có rất là nhiều bài hay, thì mình sẽ đọc từ từ cho mọi người nghe nha. Khởi đầu sẽ là một cái bài tựa là Nghe Hồ Văn Cường hát bài Ngồi buồn nhớ mẹ. Tiếng guitar thùng mộc mạc, tiếng hát cất lên. Chiều nghe lòng quạnh hiu, trong chiều tịch liêu ai chờ ai, nhớ mong ai nhiều. Nhìn về phương nào, tháng ngày đã bao lâu rồi, con còn mãi nơi xa xôi, trong về quê mà thấy đơn côi. Con không phải hát mà con đang tâm sự. Con đang ở nơi đô thành đèn hoa rực rỡ, ăn sung mặc sướng. Nhà đông người nhưng toàn kẻ lạ người dân. Con thấy cô đơn, lạnh lẽo. Con nhớ cái ấm áp của tình cha nghĩa mẹ hồi ở dưới quê. Con thèm bữa cơm rau chấm nước cá kho mặn mòi của mẹ. Buồn, nghe buồn trào dâng. Lá rụng ngoài sân, thương mẹ bao đắng cay tảo tần. Con nhớ cái hồi ở dưới quê mẹ lúc nào cũng tất bật. Tờ mờ sáng nhóm bếp nấu cơm cho con ăn rồi đi học. Con đi học thì mẹ cũng đi làm. Trưa đứng bóng trên đường về, mẹ hái vội mới rau dại ven ruộng. Bắt vài con cua nấu cho cha con bắt canh. Mẹ nói thằng Cường nó thích ăn canh. Có canh nó ăn cơm nhiều hơn. Điệp khúc. Lời mẹ hát ru. Con còn mang hoài tuổi thanh xuân. Sữa nuôi phần thân, hát nuôi phần hồn. Tôi nổi da gà. Tiếng hát của Cường không phải phát ra từ dây trầm, dây thanh của cuốn họng, mà nó phát ra từ máu, từ tim của Cường. Như cái tổ con chim yến, nó quý vì bởi nó làm từ máu, từ thịt của con chim yến. Tổ con chim dòng dọc dù có đẹp cỡ nào cũng chỉ làm từ thơ, rơm, từ rác. Sao quý bằng tổ con chim yến? Con ngồi giữa đêm nhớ người, canh tàn canh mà nước mắt rơi. Mẹ nào có hay, con ngày đêm sầu chất lên vai, gánh nặng trần ai, đời bao đắng cay bi hài. Con đang nói về con đó phải không Cường? Ai khiến mà con mới 12, 13 tuổi, đã phải bòn mót từng đồng đi hát đám cưới đưa mẹ đóng tiền học cho con. Rồi con về làm con nuôi cô ca sĩ Mỹ Lai, tưởng sung sướng ai dè con mất luôn cả tuổi thơ. Con nít đi học chỉ mong được ngày thứ bảy chủ nhật được ngủ nướng một chút, được cha mẹ dắt đi chơi. Thế mà con có được không con? Buông cuốn tập, cuốn sách xuống là con phải tập hát, học hát để tối còn lên sân khấu diễn. Bữa nào không có xô thì ra quán chạy bàn, rửa chén. Chắc là con không thích thứ bảy chủ nhật đâu nhỉ? Con người ta đến 18 tuổi có đứa cha mẹ còn dâng cơm tận miệng, còn con? Sao con nặng gánh thế? Nào học hành, ca hát, việc trong nhà ngoài ngõ, trách nhiệm với cha mẹ ruột, mẹ không nuôi, em út tùm lum hết. Sao con nặng gánh thế? Năm 2016, khi con đạt giải quán quân Việt Nam Idol Kids, mẹ con đứng sau lưng con mừng rơi nước mắt. Rồi cô ca sĩ Mỹ Lai nhận con làm con không nuôi. Cũng năm đó, một lần nữa con đạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Award. Lúc con giơ cao chiếc cúp, tôi không thấy mẹ con đâu. Năm sau nữa con được giải mai vàng. Ngày vui của con, mẹ ruột con cũng không có mặt. Chắc mẹ con đang ở nhà nấu cơm, quét dọn, giữ em và theo dõi con qua tivi. Mẹ con nhìn con rạng rỡ trên tivi, chắc mẹ cũng cười. Mà sao nụ cười ấy không tươi? Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Từ ngày con thành danh, cô ca sĩ Mỹ Lai ấy như con chim tu hú, hất mẹ con ra khỏi vị trí người mẹ, coi thường luôn cả cái công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ con. Công sanh không bằng công dưỡng. Mà con có ăn không của họ ngày nào không con? Đời thật là đắng cay bi hài. Chiều, con ngồi buồn so, trong lòng còn lo, lo mẹ đang mắt môi lệ nhòa. Mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình đêm ngày vui buồn cùng lặng thinh. Đây là kết thúc một bài viết của tác giả Nguyễn, tác giả Trần Mỹ Hạnh. Trần Mỹ Hạnh ạ.
Tiếp theo là một bài khác của tác giả Trần Mỹ Hạnh. Thì bài này thì viết về cảm xúc khi mà nghe bài hát Nắng có cào còn xuân, cũng do em Cường thể hiện. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh người đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi. Đâu đây tiếng lòng tôi nghe tỉ tơi. Đúng là tiếng lòng tôi đang tỉ tơi, tưng 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 thật. Khuya lắm rồi, mưa đêm tí tách mà tôi nghe lòng mình tràn đầy nắng. Nắng vẫn còn xuân. Nắng, xuân, đến từ dáng vẻ tự tin hoạt bát vui vẻ của em. Hết rồi những ngày giông bão, hết rồi những ngày gió mưa ủ dột. Hãy coi những cơn giông tố, mưa gió, bão bùng là cơ hội gột rửa sạch những cấu bẩn, bụi bặm, bùn đất bám lên người em đi em nhé. Để em được rực sáng lên như tia nắng trong vắt sau cơn mưa, như giọt nước long lanh lọt động lại trên lá cây. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi. Em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười. Hãy cứ cười, hãy cứ vui vẻ vậy đi em nhé. Ở đâu có nụ cười, ở đấy có mùa xuân. Em chọn bài Nắng có còn xuân phục vụ bà con Lý Sơn hôm nay thật hay, thật ý nghĩa, hợp người, hợp cảnh. Đêm nay giọng hát em, tiếng hát từ trái tim đến với những trái tim, hòa trong tiếng sóng biển rì rào nơi hải đảo xa xôi, làm nên một hiện tượng lạ. Giữa đêm tối một ngày đầu tháng 6, bừng lên tia nắng mùa xuân. Đây là kết thúc bài viết thứ hai về cảm xúc khi nghe nhạc của tác giả Trần Mỹ Hạnh. Bây giờ là phần tiếp theo, một bài viết khác của tác giả Trần Mỹ Hạnh, viết về cái cảm xúc khi mà nghe cái bài hát Bầu ơi đừng khóc do em Cường trình bày. Nhưng mà cái bài này, cái cách viết của tác giả lại theo một cái hướng khác. Mọi người cùng nghe nha. Và trong đây có nhắc tên của một nhân vật khác, đó là anh Tèo Em. Thì anh Tèo Em là một YouTuber rất là nổi tiếng trong vấn đề gọi là yêu thương em Cường và cũng rất là bảo vệ em Cường. Cho nên trong phần bài viết là có nhắc tới tên anh Tèo Em, cho nên mình giải thích một chút xíu cho mọi người hiểu cái nội dung. Mình xin phép được đọc. Anh Tèo Em thật là hữu ý khi ghép đoạn clip mắt Cường ngân ngấn lệ khi nói về người thầy đặc biệt với clip Cường hát bài Bậu ơi đừng khóc. Xin phép nhạc sĩ Hamlet Trương, xin phép lộ cho tôi được sửa chút lời bài hát. Tôi thấy sửa chút ít lời thì bài hát lại trở nên rất hợp với Cường. Xin phép được đổi tựa lại là Cường ơi đừng khóc. Thì đây là cái tựa của tác giả Trần Mỹ Hạnh tự đặt ra ha. Cường ơi đừng khóc. Cường ơi, em đang buồn ai lắm phải không? Sao nhắc người ta mà mắt em ngấn lệ lưng tròng? Cường ơi, em đừng khóc. Cường ơi, em nhìn coi. Khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Vòng quay cuộc đời sẽ là con số gì đây? Từng vòng quay như cuộc đời em xoay chuyển tháng ngày. Cường ơi, con đường đó dù cho ai có cười khinh, khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh. Phần điệp khúc. Cường ơi, em buồn chi những lời người ta gieo buồn đâu? Họ nói cho đã cái mồm chứ họ có sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra, mấy ai chọn nơi bắt đầu. Thế nhưng, mình luôn nhắc mình, sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Cường ơi, em mãi là em của vạn người thương. Phận duyên, trời cũng cho mình vui kiếp người. Cường ơi, em đừng khóc. Cường ơi, em đừng lo. Còn xanh đọt chuối, còn khán giả là em còn tương lai. Lặp lại điệp khúc nha mọi người. Bài viết rất là hay. Cảm ơn tác giả Trần Mỹ Hạnh. Và bây giờ là một bài viết khác cũng của tác giả Trần Mỹ Hạnh. Và lần này thì lại là một thể loại khác, là một cái dạng mà một truyện ngắn. Thì câu chuyện này tựa đề là Chuyện kể đêm Giáng sinh, gà đẻ trứng vàng.
mọi người cùng nghe để coi thử cái câu chuyện này nó có giống giống liên hệ được với ai hay không ha. Ông bà Mười Thu nuôi được một con gà. Con gà đẻ được cái trứng gà so đầu tiên. Cái trứng to, vỏ lấp lánh như vàng. Họ chưa hết bàng hoàng thì có con mẹ Phi Phi, chủ chạy gà trên xì phố xuống gà. Mẹ nói, ông bà không biết cách nuôi con gà này cho nó đẻ trứng vàng đâu. Đưa nó đây, tôi nuôi giùm cho. Chỉ có tôi nuôi, nó mới đẻ được trứng bằng vàng. Còn ông bà nuôi thì nó chỉ đẻ được trứng để mà chiên ốp la ăn với bánh mì thôi. Anh Mười nói, đưa nó cho bà nuôi thì tụi tôi được cái gì? Phi Phi trả lời, thôi vậy đi. Ông bà làm công nhân nuôi gà cho tôi đi. Nhà tôi có cả một cái trại gà. Ông bà chăm sóc gà cho tôi. Khỏi đi mần mướn, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chi cho cực khổ. Con gà đó cũng là con gà của ông bà, chứ có ai bắt mất đâu mà sợ. Ông bà Mười Thu nghe thấy cũng có lý, nên vâng lời giao con gà cho bà Phi Phi. Quả thật con gà của anh chị Mười Thu đẻ trứng vàng thật. Mặt ngạc nổi đẻ ra trứng nào, bà Phi Phi bà dím hết trơn. Đết có chia cho anh chị Mười cái trứng vàng nào. Bà nay anh chị làm ở trại gà của tôi. Cơm no, áo ấm, nắng không tới đầu, mưa không ướt mặt, đòi trứng vàng làm cái gì? Anh Mười năn nỉ, cô cho tôi một ít về sửa cái nhà từ đường dưới quê. Phi Phi trả lời, ông bà ở trên này sửa nhà ở dưới cho ai ở? Để tôi gom gom lại chừng nào đủ mua cái nhà trên xì phố thì tôi đưa cho. Thời gian thấm thoát trôi qua, thắt cái đã 6 năm. Người ta nói xin nghề thì tử nghiệp. Phi Phi bị bệnh cúm dịch, bởi gà với vịt thì cũng đều là thứ gia cầm. Phi Phi bệnh nặng không thở được, nửa tỉnh nửa mê. Cô thấy thần chết đứng ở đầu giường. Thần chết bảo, nếu ngươi trả cho ông bà Mười Thu 1/3 số trứng vàng mà con gà vàng đó đẻ được, thì ta sẽ cho ngươi sống. Phi Phi khóc rức nở, còn đâu mà trả thần chết ơi, con cho chai hết trơn à. Phi Phi vừa dứt lời thì hồn lìa khỏi xác. The end. Hết chuyện. Đây là kết thúc loạt bài của tác giả Trần Mỹ Hạnh. Rất cảm ơn tác giả đã tham gia. Những bài viết cực kỳ hay. Và rất là cảm ơn cho cái thể loại bài mà chuyện ngắn như thế này. Cảm ơn ạ.